Hello cả nhà, anh em tiếp tục đi câu cả nhà. Địa điểm câu là cũng trên sông Kiến Giang cả nhà. Đây, một những điểm câu rất là đẹp. Đấy, anh em câu chỉ có một bột thôi, một bột siêu tinh, siêu chép. Rồi là anh em đưa đồ đi để nấu ăn cả nhà. Đấy. Đồ câu hy vọng mọi người xem ủng hộ cho anh em, xin một lượt like, một lượt đăng ký và chia sẻ kết nối thương. Cảm ơn mọi người nhiều. Nên đang xả môi. Cả vô đấy đấy. Nhặt câu đầu tiên. Hy vọng mọi sự khởi đầu nan. Ok. Bác lấy về tham gia câu gà rô phi một chun nha. Câu cho vui. Nhạt đầu tiên. Có nhớt rồi. Có nhớt rồi. Đấy. Chết. Nhỏ. Quá nhỏ. Nhìn nó úi đã. Đỏ. Mây rồi. Rồi nó dài quá rồi đó. Đâu phải ơi. Đến giờ chiều mà họ đi làm rồi cả nhà ơi. Đây, hoàng hôn xuống rồi đấy. Đo lên lượt chuẩn bị ra khơi. Phong cảnh buổi chiều của miền quê rất là đẹp. Bùng ẹc ẹc ép bùng ép. Đây cần ngàn á. Cần ngàn. Ngàn. Cần ngàn á. Ôi trời, đáng quá. Cameraman đang còn ngồi trò chuyện. Cái bác thì có những thỉnh linh lên hàng rồi. Đáng quá. Trứng rồi cả nhà ơi. Đấy, bác mới chuẩn bị bác lên hàng tiếp nữa này. Đó, trứng này. Lên hang rồi nha cả nhà. Còn to lắm. Úi da, ui trời. Ấy, bùng trứng rồi. Đó. Nó còn nuôi chảo ngon rồi. Yeah. Cò đi tìm chỗ ngủ rồi cả nhà ơi. Mưa sắp tới rồi.
chứ nè. Ui, dồi dồi. Sốc á. Cô khán giả gì? Để coi. Chơi tổ được cả nhá ơi. Phải bắt bóng đen. Đó. Đấy, cấu vào điền nữa. Nhìn trời. Như vậy là đến giờ là hình như cá đang ăn rồi mọi người ơi. Anh em ngồi đó luôn. Mà cá cũng chả ăn rồi. Cá những ngạt nhỏ, cá ngân nhỏ vô rìa phá ghê lắm. Đó. Và hầu như hôm nay thất bại rồi. Đây là sản phẩm của anh em à. Vẹn vẹn để chỉ cho một chứng này thôi. Không mộng. Máy không mộng. Ngăn thua cả nhà. Ba con cá trứng khá to nha. Rồi về nắm một ngát. Cá ngát cá ngành đấy, cá ngành. Nuôi cháu ngon lên đó. Rồi sau đó thôi đây anh em chúng tôi sẽ làm cẩm thức cháo. Hy vọng mọi người xem vui ủng hộ, cảm ơn mọi người nhiều.